người cha đẻ của một tác phẩm vĩ đại, chưa bao giờ nhìn tác phẩm của mình hoàn thành và chưa bao giờ quay lại để nhìn tác phẩm nổi tiếng của mình. Sydney Opera House, biểu tượng của nước Úc, niềm tự hào của tất cả người dân nước Úc. Phía trước của nhà hát có thể được xem là sảnh lớn nhất, có sức chứa khoảng 4.500 người. Nơi này có thể được sử dụng để làm sân khấu biểu diễn cho những buổi biểu diễn lớn. Bên trong nhà hát thì có 5 sân khấu, 1 sân khấu lớn và 4 sân khấu nhỏ. Các sân khấu nhỏ có sức chứa khoảng 500 người, được dùng làm cho các buổi talk show. Rất là nhiều người nổi tiếng sử dụng những sân khấu này để làm buổi talk show luôn. Còn một sân khấu lớn thì có sức chứa khoảng 2.800 người. Bên trong cái sân khấu lớn có một cây đàn organ lớn nhất thế giới. Cây đàn có chiều rộng bằng chiều rộng của sân khấu và có chiều cao bằng tòa nhà 3 tầng và chỉ có 15 người trên thế giới chơi được cây đàn đó thôi. Hiện tại thì chỉ có 15 người thôi. Thì mình không được quay video ở trong nên mình sẽ giữ cái phần thú vị đó để cho các bạn đến đây vào bên trong và khám phá. Việc xây dựng nhà hát được chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn mất 4 năm. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn xây dựng nền móng và dải bậc thang này. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn xây dựng các mái vòm. Bây giờ mình sẽ cùng lên trên để tìm hiểu về mái vòm. Của nhà hát được lợp từ 1.065.006 viên gạch ceramic được sản xuất tại Thụy Điển. Đây là loại gạch trơn và tự rửa sạch khi trời mưa. Tuy là dạng gạch tự rửa sạch nhưng mái của nhà hát vẫn luôn được kiểm tra và thay đổi theo định kỳ. John Huston là người đã chiến thắng trong cuộc thi gồm 233 đề án thiết kế được gửi về dự thi thiết kế nhà hát. Nhưng mà trong quá trình thi công nhà hát thì ở giai đoạn 2, cái giai đoạn xây dựng mái vòm thì chi phí phát sinh quá cao, làm cho ông và chính phủ Úc đã có sự mâu thuẫn. Ở giai đoạn này thì ông đã cùng gia đình rời khỏi nước Úc và chưa bao giờ quay trở lại Úc lần nào. Đến năm 1999 thì ông được chính phủ Úc mời trở lại để hợp tác cho việc xây dựng và bảo trì nhà hát. Nhưng mà ở tuổi 81 thì ông đã từ chối vì lý do sức khỏe. Từ bên trong nhà hát có thể view ra thành phố Sydney nhờ thiết kế dạng kính. Thiết kế dạng kính ngày nay rất phổ biến ở các công trình, nhưng ở thập niên 70 thì đây là một ý tưởng táo bạo vì chưa có nhiều công trình sử dụng dạng thiết kế này. Mái lạnh của nhà hát được thiết kế theo dạng xếp chồng lên nhau và được che dưới mái vòm để khi mà bạn view từ bên ngoài thì sẽ không thấy bất kỳ chi tiết dư thừa nào của nhà hát. Đó là sự độc đáo của nhà hát.